Nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi. Nếu mơ của chúng ta không gọn gàng, mơ của chúng ta không có hạn định, và mơ của chúng ta cũng không thể nào lớn hơn những gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe. Vì vậy, tôi xây dựng trong tiềm thức mình về những chuyến du hành trong mơ. Sau đây, tôi xin mời quý vị hãy cùng tôi du hành trong mơ tới Algeria. Algeria có diện tích là 2.381.741 km², đứng hạng thứ 10 thế giới sau Kazakhstan. Algeria giáp với Tunisia ở phía đông bắc, giáp với Libya ở phía đông, giáp với Niger ở phía đông nam, giáp với Mali, Mauritania và lãnh thổ Tây Sahara ở phía tây nam, giáp với Maroc ở phía tây và giáp với biển Địa Trung Hải ở phía bắc. Địa điểm ở Algeria mà ta cần đến là sa mạc Sahara. Sa mạc Sahara là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Khi đến ở đây, chúng ta có thể chùm khăn, cưỡi lạc đà, trải nghiệm cái nắng và gió ở nơi này. Và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị.